bây giờ xin một phút chúng ta cùng lên sân khấu để chụp một hình kỷ niệm với tất cả mọi người của chúng ta. Tại vì cái kỷ niệm này là cái kỷ niệm không bao giờ lần thứ hai. Xin tất cả mọi người lên sân khấu, chúng ta chụp một hình kỷ niệm chưa đủ. Xin cảm ơn. Xin mời anh Vinh Cẩm lên để cho pianist tranh thủ thời gian. Cái giây phút này là giây phút tưởng một lần